vị vừa nghe một tác phẩm khá nổi tiếng của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, một bản giao hưởng ba chương và số 15. Và sau đây xin mời những cảm nhận cùng những số kiến thức xin được chia sẻ. Thầy An, thầy An, có lẽ là quý vị nghe tác phẩm này mà cũng nhớ được, có thể là mình sẽ nghe nhiều nhớ được giai điệu của nó. Khi chương 2 mà bé, xin lỗi là bé tên là bé Hoàng Anh, chương 2 bé Hoàng Anh biểu diễn đó là gì? Ta da ta ta da ta 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 ta. Đó, tại sao mà người ta có thể hát được một cái giai điệu mà nó lại viết cho đàn piano? Có lẽ đây là một cái tác phẩm mà nó thể hiện được cái tính ca, tính ca sướng, ta gọi là tính ca sướng hoặc là tính thanh nhạc, tính hát, cái tính hát trong một cái giai điệu viết cho một cái tác phẩm nhạc. Thì điều này cứ nghĩ rằng là Beethoven không phải như vậy. Tại vì khi mà nói đến Beethoven, nếu như mình nhìn bề ngoài nhạc Beethoven, mình sẽ mặc định Beethoven là gì? Anh hùng kịch tính, chiến đấu, đấu tranh công lý, một âm nhạc sục sôi, một âm nhạc ảnh hưởng cách mạng Pháp. Thế đấy đúng. Tại vì là Beethoven sinh năm 1770, cách mạng Pháp xảy ra năm 1789. Tức là khi cách mạng Pháp nổ ra là rất là hừng hực. Lúc đó Beethoven 19 tuổi, đang là sinh viên chiết của Đại học Tổng hợp Bonn và là người rất là cấp tiến. Ông tiếp thu ngay, rất là hâm mở, tiếp thu những cái kiến thức, những cái mới của cách mạng Pháp mang lại, lắng nghe âm nhạc cách mạng Pháp, những cái âm nhạc của đường phố của cuộc cách mạng, và nó mang vào, và cái điều đó nó được thể hiện trong âm nhạc của Beethoven. Chính vì thế người ta nói rằng cái đặc trưng trong âm nhạc của Beethoven ấy là sự kịch tính, sự chiến đấu, sự đấu tranh. Và các nhà bình luận âm nhạc Nga thì gán cho Beethoven rất là nhiều cái những từ rất là đẹp, đấu tranh cho sự bình đẳng, bác ái, rồi nó rất là nhiều. Nhưng mà một cái khía cạnh nữa sau hành trong là của Beethoven, đấy là tính trữ tình. Tính trữ tình là bạn vừa biểu diễn xong, chúng ta có một cái chương 2 và chương 3 của bản sonat số 8 của nhạc sĩ Beethoven, một cái giai điệu rất là đẹp, có thể hát theo nó. Nó là một giai điệu rất đẹp. Một giai điệu đó đã được chuyển soạn cho dàn nhạc dây, cho những cái hòa tấu nhạc cụ khác nhau. Cái tính trữ tình trong âm nhạc của Beethoven đó là một cái song hành cùng với cái tính chất chiến đấu cách mạng trong âm nhạc của ông. Và một cái điểm nữa người ta nói đến Beethoven là gì? Beethoven là người đưa âm nhạc cổ điển viên, đến đỉnh cao nhất của nó. Người ta nói như vậy, đưa âm nhạc cổ điển viên đến đỉnh cao nhất của nó khoảng cuối thế kỷ thứ 18. Và là hay hơn cả, hơn khác những nhạc sĩ khác của trình thái cổ điển viên, là ông là người đóng và ông là người mở. Ông đóng lại những cái gì đã qua, đó là âm nhạc của thế kỷ thứ 18, đó là âm nhạc của cổ điển viên. Và ông mở ra của một cái sự phát triển mới, một kỷ nguyên âm nhạc mới, đó là âm nhạc của thế kỷ 19 với Rossini, với Chopin, với rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác. Mà những nhạc sĩ đó có lẽ những tác phẩm âm nhạc rất là quen thuộc với số đông. Cái mà đáng nhớ nhất của Beethoven đó chính là ông là đỉnh cao của một cái đã qua và người mở đầu cho một cái mới. Và các bạn biết là những người mà giáp danh như thế, những người mà sống trong cái giáp danh của giữa hai thời kỳ như vậy là những bi kịch. Và Beethoven không tránh khỏi cái sự gọi là được mặc định như vậy. Và rất nhiều các thế hệ, ông là người đã đưa ra cảm hứng, và rất nhiều các cái thế hệ nhạc sĩ về sau đã đi theo con đường của Beethoven, đó là nhạc sĩ Brahms, nhạc sĩ Shostakovich, rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi ở châu Âu đã đi theo con đường của Beethoven, đó là cái tính giao hưởng trong âm nhạc. Xin hết ạ.